Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có hơn 22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật, đồng thời xây dựng và sớm đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm trực tuyến để quản lý cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm trên cả nước. Các bộ ngành liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa phát hiện xử lý cơ sở sản xuất hoa quả khô, bánh kẹo Tết không đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngày 14 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đông Anh phối hợp với công an xã Cổ Loa phát hiện tại kho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại thực phẩm AM, địa chỉ khu bãi mít Cổ Loa, đường Đào Duy Tùng, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội đang hoạt động đóng gói các sản phẩm không có nhãn mác như hoa quả khô, bánh. Quá trình kiểm tra xác định các mặt hàng tại kho không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Đoàn kiểm tra đã quyết định xử phạt 59 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vừa phát đi cảnh báo, nhấn mạnh hoạt động mua bán pháo hoa ngoài vi phạm vì các cửa hàng của nhà máy Z121 và Tổng công ty GAES là trái với quy định của pháp luật. Theo đó, hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm nhà máy Z121 và Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Tổng công ty GAES. Trong đó, nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52 trên 63 tỉnh, thành phố. Tổng công ty GAES hiện có 2 cửa hàng tại Hà Nội và Ninh Bình. Trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố, cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật.